bạn. Bạn tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Huê. Năm nay em 26 tuổi. Huê hiện nay đang làm gì? Dạ, em ở nhà làm nội trợ chị. Huê dạ. Hả? Là Huê, H-U hả? Huê, đúng rồi, Huê Huệ. Đọc cũng mỏi miệng. Nghe cái Huê. Giọng hít rồi. Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai bên đây. Xin mời, chàng trai đâu? Xuất hiện. Mời bạn ngồi. Tôi đang báo là cô gái bên kia đã xuất hiện và cô ấy tên là Huê. Ta, dạ em nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên Lưu Quốc Huy. Huy. Dạ. Huy, Huê. Bạn làm nghề gì? Em làm bên nghề dép anh. Nghề dép. Dạ. Nghề gì? Nghề dép sandal này nè. Làm dép hả? Dạ. À giày dép á hả? Dép này bạn làm á hả? Dạ đúng hay rồi. Hay gì ta? Mang nó cũng bền lắm. Bây giờ quên hỏi quê em ở đâu? Em ở Tiền Giang. Ủa Tiền Giang hả? Cái bè. Cái bè. Bè. Thôi anh đừng có cà lâm em liệu theo bây giờ. Ở cái bè sao không có vợ, sao mới lên đây Sài Gòn kiếm vợ? Tại vì nó đúng ra là vì hoàn cảnh anh. Hoàn cảnh sao em? Khoảng cỡ 10 tuổi là em lên trên này sống rồi. Bây giờ chỉ còn mình em lẻ loi con mình sống với mẹ. Mẹ em đâu? Mẹ em kìa, dưới cháu em, cháu gái. À trời. Dạ. Hôm nay có mẹ đi luôn hả? Dạ. Xin chào bác à. Dạ. Bác, con của bác hình như kén quá sao chứ. Chú này đẹp trai mà sao không có vợ? Dạ cũng không phải kén đâu chú, mà tại vì má nó lo làm ăn tối ngày à. Này nó không có thời gian rảnh, thành ra nó cũng không dám làm quen ai á. Bác ơi, con nếu mà con dâu bác ở nhà phụ bác làm lụng nội trợ, bác có đồng ý không? Hay là phải ra ngoài để phụ con trai bác mua bán? Dạ sao cũng được, miễn con tôi nó thích thì tôi chịu à. Vậy hả bác? Nhưng mà... Cái này được nè. Bình thường thì Huê nói là Huê ở nhà làm nội trợ. Dạ. Mà sao không có ý định là có kiếm công việc gì làm hay sao ở nhà làm nội trợ? Dạ, tại nhà em toàn là nữ không à chị. Rồi em ở nhà phụ mẹ làm việc nhà, rồi làm rẫy đồ để nuôi cho mấy đứa em đi học. Bạn có khi nào cảm thấy buồn tại vì mà mình thì phải ở nhà để mà lo việc bếp núc không? Dạ, cũng có lúc thấy hơi buồn. Dạ, thấy tủi thân, tại mình cũng không có ăn học nhiều. Nhưng mà giờ hoàn cảnh nó vậy rồi, nhà không có ai lo thì mấy đứa em không có đi học được. Hiện nay thì em chỉ còn có mình mẹ thôi. À, cái này căng rồi nha, bên đây cũng ở với mẹ, lo cho mẹ. Bên kia cũng ở với mẹ, lo cho mẹ. Rồi bây giờ nếu bây giờ hai người có thể quen nhau, tìm hiểu nhau rồi đến gì đó, ai sẽ là người hy sinh để xa mẹ mình? Thôi bây giờ em tóm tắt gọn lại, mấy gom lại ở chung một gia đình. Cái này hay nè. Ủa, bạn Huê, bạn thí dụ vậy, bạn có đồng ý không? Đồng ý đại đi em ơi. Bên dạ. Em ăn muốn vợ lắm rồi đó. Sao, ý Huê thấy sao? Em nghĩ là gái lấy chồng thì theo chồng chứ. Chị là chị thích em rồi đó, không biết bên kia sao chứ. Bắn dép đi, tôi thấy giờ bắn dép được rồi. Bắn dép được không? Bắn dép được. Thấy là gọn, bây giờ là hỏi em nè. Cái tiêu chí tìm vợ của em á, em thích người phụ nữ như thế nào? À, hiền, dễ thương. Chứ bạn phải biết lo làm ăn anh. Và làm ăn là chủ yếu. Chủ yếu phải làm ăn phải không? Để làm giàu đúng không? Còn bên kia sao? Rồi bên này mẫu người lý tưởng của em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em cái đầu. Rồi cao khoảng 1m7 đi. Rồi còn gì nữa em? Dạ ảnh đi làm, về ảnh phải giao tiền cho em giữ. Hú hồn không? Hỏi luôn, em đi làm vậy có muốn giao tiền cho vợ không hay là em giữ? Thường thường em làm là em giữ hoặc là mẹ em giữ thôi. Chứ em cũng chưa tính là để cho tiền cho vợ giữ nữa. Bây giờ thí dụ như cô bắt buộc là em phải giao tiền cho cổ. Chịu thôi, giờ sao? Nếu vậy thì để em tính lại. Không phải, quyết định luôn chứ tính lại và quyết định ngay bây giờ. Được hay không, nói liền giờ luôn nè. Thôi kệ đi, cho giữ luôn đi, cho thí luôn. Này là muốn vợ dữ lắm rồi đây nè. Nhưng mà không, để hỏi là tại sao bạn Huê lại dạ? Lấy chồng lại muốn là giữ tiền, không cho chồng giữ tiền là sao? Dạ mẹ em nói á, đàn ông mà giữ tiền á dễ lăng nhăng lắm anh. Trời ơi. Không nó đúng ra là nó cũng tùy người nghe em, chứ không phải là quơ đũa cả đám nghe. À. Dạ. 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 D
Căng à? Căng thiệt. Đúng, bạn nói đúng, tùy người thôi. Dạ. Tôi cũng giữ tiền có sao đâu, đâu phải có lăng nhăng gì đâu. Dạ, đúng rồi. Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, đúng không em? Dạ. Anh phải vậy mới được. Thôi thế này đi, bây giờ nãy giờ anh thấy là cô nói qua nói lại cũng hiểu nhau chút xíu rồi đó. Dạ. Mà vấn đề em cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Người ta nói là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Từ từ em tính sao? Rồi. Chết em rồi. Cái này là chăm sự nhà anh nghe. Dạ. Chút xíu. Cho qua anh nhìn mặt trước cái đã. Dạ. Em chào anh. Chào em. Dễ dạ. Thương nha. Nhưng có điều dành giữ tiền cũng hơi khó à. Gì đâu mà. Anh, nhưng mà mình nói trước hay hơn anh. Để anh mốt cưới về anh. Rồi cái ảnh lật ngược lợ. Chết em, đâu cưới lợ lần nữa được anh. Anh cài hàng người ta hoài, người ta đã dứt rõ cái quan điểm mà cứ cài hoài, khổ ghê. Bên đây nói chung là dễ thương, nhưng mà hơi căng. À, sao em muốn bạn trai em là cao 1m7 hả? Dạ. Còn muốn gì về ngoại hình nữa không? Mập, ốm à... Em còn thích ảnh đầu hói. Đầu hói? Dạ. Không, hói, hói. Đừng có nói tục chứ thầy. Hói, hói à. Chào chị. Mém hói. Mém hói. Mém hói đó, hơi hói hói. Không ngờ chị dễ thương quá. Dễ thương quá, chị cảm ơn nha. Dạ, chị cũng khó nói lắm em ơi. Cái điều kiện em đưa ra đó, nếu mà nói đúng cũng không đúng, mà không đúng nó cũng đúng luôn, nó là mấp mé vậy. Nếu mà em cảm thấy em ghét nè, em thấy nó hói, mà em thấy thương thì nó không có hói. Bây giờ trước khi gặp nhau thôi, vậy chị nhìn cái... được là em nhìn được hả? Được. Được lắm, bên đây ngon, được, bên đây đẹp trai hơn Quyền Linh nhiều. Và bây giờ thời khắc quan trọng đã đến, mình hãy cho hai bạn gặp nhau để hai bạn tự quyết định. Rồi, màn đau kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút. 2 phút nhìn nhau, trò chuyện với nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau. Và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng em trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Chưa gì quay qua chưa thấy mặt là nhà vô thẳng rồi. Anh hỏi em trước nha. Dạ. Theo em thì trong tình yêu quan trọng nhất là gì? Theo như em thì nên giữ vững lập trường. Nếu mà cưới rồi thì phải chung thủy nha, đừng có lăng nhăng. Cái chuyện đó thì em cứ yên tâm đi, anh không có lăng nhăng, không có mã như vậy đâu. Em cứ yên tâm đi. Em có câu này muốn hỏi anh nè. Nhà em với nhà anh xa vậy, rồi em nếu mà anh với em hẹn hò đi. Ừ. Anh có ngại đường xa không để đến nhà em không? Người ta thường nói quen nhau mấy núi cũng leo mà, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Cái câu đó từ xưa tới giờ là vậy rồi. Hỏi nữa đi. Hỏi nữa tha hồ. Em cứ hỏi đi, em trả lời cho. Thôi anh hỏi đi, em biết đâu hỏi. Anh thì chỉ có một câu duy nhất đó thôi là đủ rồi. Ủa sao gặp cô gái đẹp cà lâm nhiều hơn hồi nãy vậy? Em cũng nói rồi, em nhược điểm của em là hay nói lắp. Tất nhiên là gặp người nữ là nó hay nói lắp vô đó. Còn 10 giây nó nhìn thẳng vô mắt người đó đi, tập trung vô. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Hết giờ, hỏi hoài. Hết giờ rồi. Dạ. Bây giờ mới là quan trọng nè. Nếu hai bạn đồng ý hẹn hò, hai bạn hãy nhấn nút đỏ phía sau thành ghế. Để cái tay nút đỏ. Đây. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. Một. Có lẽ giờ bác chưa hồi hộp nữa đúng không? Hai. Nút đỏ hay nút gì đây? Và ba. Hết thời gian. Anh cũng hơi bất ngờ chút xíu. Rồi. Em có thể nói lý do tại sao? Tại vì em cảm thấy nó sao sao anh ơi. Sao là sao? Cái này là em nói rồi, là em lên đây là muốn kiếm vợ luôn. Nhưng mà cái này thì anh em phải suy nghĩ lại, còn đang phân vân mà. Đãi từ từ đi. Để từ từ. Đúng rồi, tình yêu không thể ép được đâu. Còn em, người bạn trai kế bên không có đồng ý hẹn hò với mình thì cảm giác của em như thế nào? Dạ, cũng hơi buồn. Thôi nhưng mà em đừng có buồn. Thôi đãi từ từ đi. Thật sự là hai bạn rất là dễ thương. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ bắt gặp hai bạn đã hẹn hò với nhau từ lúc nào rồi thì sao? Hên xui. Anh chúc hai bạn thật nhiều may mắn và nhiều niềm vui. Cuộc sống sẽ tìm ra người bạn đời cho mình. Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
Rồi hai bạn sẽ đến với vòng quay số may mắn. Mời hai bạn. Mắt to, mặt tròn. Thôi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ chắc được. Chào. Dạ em chào anh Quyền Linh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Cao Minh Trí. Cao Minh Trí. Dạ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng. Xin mời bạn nữ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào mọi người. Dạ, em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi, Tuyết Trinh hiện đang làm gì? Dạ, hồi xưa em có đi dạy, nhưng mà bây giờ em nghỉ rồi. Dạy gì em? Dạ, dạy. Em dạy tiếng Anh. Dạ, giỏi nha. Vậy là giỏi lắm đây. Bây giờ hiện tại thì công việc của em là làm gì? Dạ, em đang phụ mẹ bán cà phê ở nhà. Dạ. Nhưng mà em bán cà phê mà em xinh đẹp như vậy, mà mình lại có trình độ, có kiến thức nữa mà không có tìm được một người đàn ông cho mình sao? Dạ tại vì em bán bàn cho sinh viên nhỏ tuổi hơn không? Mà em không thích nhỏ tuổi hơn. À không thích nhỏ tuổi hơn hả? Em muốn người đàn ông của mình lớn hơn mình bao nhiêu tuổi? Dạ em thích lớn hơn mình 3 tuổi trở lên. Lớn hơn 3 tuổi. Bạn kia 25 tuổi, bạn bao nhiêu rồi? Dạ em 29 rồi. 29. Vậy được rồi, 4 tuổi được đấy không? Rồi, quá đẹp luôn rồi. Hợp lý rồi đấy. Dạ đúng vô khoảng. Anh nghĩ rằng cái nghề nghiệp của em á, hàng ngày tiếp xúc rất là nhiều khách hàng, thậm chí là em ăn nói phải rất là có duyên. Anh không tin là em chưa có bạn gái. Em có một cái tính mà nó vừa là ưu điểm mà nó là nhược điểm của em luôn. Là sao? Em kỹ tính. Kỹ là sao em? Nào? Là em chọn rất là kỹ. Em có những cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn em như thế nào em nói luôn. Dạ, đầu tiên phải chọn về ngoại hình trước. Dạ tóc dài. Tóc dài. Dạ mắt to, mặt tròn. Dạ da mặt phải đẹp một chút. Dạ giống em vậy nè. Trời đất ơi cái gì dữ vậy. Còn cái gì nữa? Dạ số đo ba vòng nó cân đối một chút à. Cân đối? Dạ đúng rồi. Mấy? Dạ em cũng biết, em chỉ cảm thấy cân đối là được thôi. 60 đều đi ha. Dạ 60 đều quá. Thường nó giống cái đồng hồ cát thì tốt hơn. À đấy, tiêu chuẩn đây hơi cao nha. Em thấy bạn hơi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ chắc được. Cao quá mà chắc được, rất là tự tin, không vậy cần là mình nói cũng hơi cao rồi nha. Vậy em có những cái tiêu chuẩn gì về bạn trai của mình không? Mình phải đáp trả lại bên kia chứ. Dạ tiêu chuẩn bạn trai của em á là gương mặt á thì phải như là Quý Bình, cao như Bình Minh, còn tính cách thì phải như anh Quyền Linh. Ủa cái tính cách giống anh Quyền Linh là tính cách sao em? Dạ tính cách vui hài hước. Vậy có thể hợp rồi đấy. Anh nghĩ rằng hai bên đưa ra thì thấy nó cũng xem với nhau. Mặc dù có gì bên đây đưa ra hơi khó, nhưng bên kia tự tin là ngon. Bây giờ em không thích cái em gì, em tối kỵ cái gì ở người đàn ông của mình? Dạ em không thích là người đó tính toán. Dạ không thích người đó là hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Có, nhưng bên đây có tính toán. Bên đây tính rất kỹ mình luôn. Kỹ lắm đó mới đưa ra tiêu chuẩn như vậy đó. Tính kỹ và kỹ tính rất kỹ luôn. Người ta đã giao lưu từ đầu rồi. Dạ thật ra tính kỹ thì nó cũng tốt vậy. Tại vì khi mà em đưa ra những cái tiêu chuẩn vậy á, để giống như là mình đi một quãng đường nó dài hơn, chứng tỏ là em có cái sự nghiêm túc. Chính xác. Ở cặp đầu tiên á, anh nghĩ rằng có một cái cũng rất là lạ mà rất là quen, đó là gì? Khi lấy nhau rồi thì tiền vợ phải giữ. Còn ở cặp này chúng ta quan niệm thế nào về vấn đề đó? Thì nếu mà hai người lấy nhau thì nó sẽ có những cái nhu cầu, như những cái tiền chung chẳng hạn, chuyện nấu nướng hay là những cái sinh hoạt trong gia đình, thì cái đó thì em có thể gọi là đưa hết cái phần đó, nhưng mà cũng phải có chút xíu để lại cho em. Ví dụ em cà phê, cà pháo này nọ. Nhưng mà đừng có cà phê nhiều quá, đừng có ngày nào cũng đi. Em bán cà phê mà em không cho người ta đi uống cà phê, vậy là cái quán cà phê của em ai uống? Kỳ lạ, bán cà phê mà không cho người ta đi uống cà phê. Các bạn mình khuyến khích đàn ông phải uống cà phê nhiều thì em mới bán được chứ. Dạ tại vì người ta tới quán cà phê em uống được, nhưng mà em không thích người khác tới quán cà phê khác mà cứ la cà ngoài quán hoài. Em có hay la cà quán cà phê không? Dạ thật ra cái đó cũng sao anh. Thật ra cà phê của em uống ngày nào cũng mẹ em pha không à. Bây giờ nói em nè, cái tiêu chuẩn về người phụ nữ, những cái điều gì mà em không thích
Dạ cái điều em không thích nhất á, đừng có xe xua đua đòi quá, chân diện quá. Thôi được rồi. Lại là còn cái giờ nữa xem là... coi. Còn nữa khoan, còn cái nữa nè. Đừng có bị cuồng mua sắm quá anh. Em thấy vậy nó lãng phí lắm mà anh không thích người lãng phí. Anh này có vẻ khó chịu dạ. lắm đây nè. Rồi qua coi mặt đi. Bây giờ nôn nóng lắm rồi đó. Dạ em chào chị. Sao chị nhìn em chăm chú thế? Nhìn cái con người này sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy? Có quyền, dạ, có quyền. Phải hơi kỹ chút chị. Em đứng lên chị coi coi có cao được trên 1m68 không? Dạ, nói chung là từ 1m68 trở lên. Trai bộ. Đẹp trai, hẹn giờ hồi nãy tôi có nghe câu da mặt đẹp giống em nữa. Trời ơi. Dạ, nó em hơi tự tin chút. Em là chị thấy uống Milu ăn luôn cái hộp á. Nhưng mà chị nghĩ là được, chị thấy hai người rất là xứng đôi. Nhưng mà bớt khó chút xíu đi. Dạ. Nha. Nói lời chị đâu, chị khó lắm. Dạ em cũng cố lắm. Nói chung là cũng có một cái nội lực không, có cái nội lực để đưa ra cái yêu cầu. Nói chung cũng được, không có đến nỗi sợ tôi qua cái tôi thất vọng mà cũng không có thất vọng. Đẹp trai, kìa quay bển kìa mặt đẹp đó. Hello. Mặt láng đẹp hơn kia nhiều. Chị bởi vậy. Không em tự tin đúng á. Đúng không? Đáp đứng hết tất cả những yêu cầu. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà thấy chị khó. Dạ hơi khó. Hơi khó. Nhưng em thích người khó, thích người dễ dãi. Dạ em thích vừa vừa thôi, cũng đừng khó quá, đừng dễ quá. Bây giờ anh sẽ bày chuyện nói nha. Chắc được. Vụ này được. Ngon. Dễ thương. Vấn đề chỗ là mình bớt hai bên nhường nhịn chút sao. Chút xíu bớt khó thôi ha. Dạ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp gỡ nhau. Xin mời, kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ chào anh. Có món hai bên có quà em. Luôn ta. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Anh có phải là mẫu người thích chiều chuộng bạn gái không ạ? Thật ra thì anh cũng khá là ga lăng và chiều chuộng. Anh nghĩ vậy. Dạ. Ví dụ bạn gái anh mà thích cái gì thì anh có mua cái đó không? Cái đó còn phải tùy. Tùy cái gì? Tùy cái yêu cầu nó có hợp lý hay không. Với lại là hồi nãy giờ mình nói chuyện qua một bức màn á, bây giờ thì hiện tại á là anh có giống như những gì mà em tưởng tượng không? Thí dụ mà có giống á thì được bao nhiêu phần trăm? Em cũng không tưởng tượng ra được anh như thế nào. Dạ. Vậy anh như thế này nè. Em thấy anh có ổn không? Chị thấy quá ổn nè. Dạ nhìn thấy cũng được. Anh cũng được, anh thấy anh cũng ổn lắm. Dạ. Anh cũng ổn sao anh bị ế? Vậy cái đó là có nhiều lý do nữa chị. Bình thường thì ngoài cái thời gian mà bán ở quán ra thì lúc rảnh em có làm gì không? Dạ không. Tại vì em cũng ít đi đâu chơi. Vậy mốt ví dụ mà có quen nhau là thấy là cũng có cơ hội mời em đi chơi. Tại vì anh rất là thích đi chơi. Còn thôi uống cà phê ở nhà em cũng được. Cùng lắm mà mốt à. Một ngày uống cà phê 2 lần, sáng uống của mẹ thôi. Không uống thiếu nha. Tôi là tôi thích cặp này rồi đó nha. Chúng ta sẽ để tay vào nút đỏ. 3 giây bắt đầu. 1. Tim tôi đập đó chứ phải tim của hai bạn đâu. 2. Vui đó ba. Sao vậy? Sao hấp tấp vậy? Dạ. Sao hấp tấp chưa đến 3 mà? Tại sợ bấm 3 lỡ nó muộn quá chị. Còn em sao bấm nhanh vậy? Em không biết. Trời đứng có lắc chưa? Em cũng không. Ê mà cái này có hơi ẹo á nha. Hồi nãy nó không thích ẹo mà thấy bên đây là có này hơi ẹo đó. Trẻ con đó nha. Dạ thật ra có chút xíu cũng dễ thương chị. Tráo trở thì mới đó mà dạ, thật lòng. Dạ em da giảm chút xíu. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Chuẩn bị đi coi phim đi, em cà phê được dạ. Rồi ngon con út không hả? À? Con út là ý nghĩa lắm đó, mình phải ngoéo. Dạ cái này là hứa gì phải ngoéo không? Đó phải ngoéo. Chúng ta sẽ đến với vòng quay số may mắn.